Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái máy khoan bê tông của hãng Total. Thì cái máy khoan này nó có công suất là 1.500 W. Thì bộ máy khoan này nó gồm là 5 cái món, chúng ta là hai cái mũi, hai mũi đục và ba cái mũi khoan. 8, 10, 12. Đó. 8, 10, 12 ha. Lực đập của cái búa là 4.000 ha, tốc độ quay là 4 là 900, dòng điện 220. Đó. Trong hộp nhựa. Hàng Total làm rất là đẹp. Rồi, phụ tùng nha. Thì trên đây nó có những cái phụ kiện nè, nó trên đây đi. Đây nó có phụ kiện gì đây? Đây nè. Đây nó gồm là ba cái mũi khoan ha, nè 8 khoan bê tông á đó, ba mũi khoan bê tông này 8, 10, 10, 12 nha. Phụ kiện nó gồm là này, sách hướng dẫn sử dụng kèm theo hai cái chỗ than dự phòng, mở bò nha, tiếp mở bò dự phòng, cái cây dùng để mở đầu cái nắp châm mở bò, rồi cái máy đây ha. Thì ở trên đây nó có cái đầu chụp này, chụp này là để gắn cái chúng ta khoan á, khoan ở phía trên á, khoan ở phía trên thì hứng bụi vô đây ha, chụp bụi khi mà khoan tường. Hai cái đầu đục đây, hai cái đầu đục ha, đục tròn và cái đục dẹp đó. Cây dùng để cử. Rồi, ta bỏ qua bên ha. Thì đây là cái máy khoan. Cái máy khoan này nó có tới ba cái chức năng. Nó có chức năng là khoan, khoan búa và búa. Đó. Thì giới thiệu sơ qua đó. Giới thiệu sơ qua thì cái dòng thằng này là thiết kế là cái tay cầm bằng cao su, nó mềm, cao su nó cũng vừa êm, rất là êm tay, cầm rất là chắc tay ha. Và thiết kế cái dàn motor nằm ở phía dưới đây, đưa ngược trở lên ha. Nguyên cụm này là cụm bạc bạc đạn ha, bạc đạn bánh răng của nó trong đây, búa đầu nằm ở trong đây hết, nguyên cụm này, motor nằm khúc này thôi đó, motor nằm khúc này, tay cầm rất là chắc ha. Thì ở trong đây cái chi tiết này, trên đây là bốn cái nắp này á, là dùng để châm ở bò ha. Đây là các chế độ này, đây, ở trên đây á, khi mà tới đây cái mũi tên này nằm hướng này là chế độ này là khoan búa ha, khoan búa, và chế độ nằm bên đây là chế độ búa. Thì khi chúng ta xoay, chúng ta bấm vô nha, bấm nút không nè, bấm nút vô nè, bấm xoay đó, chế độ này là chế độ búa ha. Khi lưu ý khi đặt chế độ búa đó thì chúng ta phải chỉnh cái nút này sang chế độ búa ha. Ở trên đây là chế độ khoan và búa nè, đặt chế độ này là chế độ khoan khoan búa, khoan và búa. Thì khi mà người ta để chế độ này là chế độ búa, và chúng ta xoay sang chế độ này là chế độ khoan búa ha, khoan búa. Mà khi chúng ta khoan không á, khi chúng ta khoan không thì ta vẫn để chế độ này, và chúng ta chỉnh cái này qua, xoay cái núm này qua đó nè, xoay núm này qua thì trên đây nó có cái ngấn này, chế độ khoan nè là khoan không ha. Rồi tôi sẽ cắm điện thử cho mọi xem ha. Rồi, trước tiên tôi thử cái chế độ khoan ha. Đó. Như nó nói khi mà khoan thì ta để sang chế độ này nha, khoan và búa. Thì sang chế độ này, chế độ khoan. Đó, khoan, khoan không thì ta xoay cái cần núm này. Cần núm này sang chế độ khoan đây ha, chế độ này chế độ khoan không. Thì cái này gắn mũi cũng rất là dễ. Mọi người đi ha. Kéo này ra nè. Kéo núm mày vô. Mày nhét vô thôi. À, đó là vô đó, à, kéo cái rào nhét vô thôi, nó vô. Thì chế độ khoan, đó khoan không đó, chế độ này chế độ khoan, nè để sang chế độ này là khoan búa, nhưng mà cái càng như này ta, cái càng như này ta để sang chế độ là khoan, à, rồi giờ chúng ta muốn khoan búa này, chúng ta xoay cái chế độ này, xoay cái càng này,
sẽ càng này sang chế độ là khoan búa ha. Nó có hai chế độ ha, khoan búa thì chúng ta mới sẽ khoan mà búa nè, đó nha, đó là nó vừa khoan vừa búa đó. Khi mà rồi bây giờ chúng ta sang chế độ búa không, búa không thì mọi người để ý xoay cái càng này bóp vô, xoay qua xoay qua đây là chế độ này, là chế độ búa không ha, là búa không đi vô đó, búa không đó. Thì sang chế độ búa không ha. Thì mọi người mua về thì mình coi kỹ sơ qua thì mình cũng đã biết xài rồi, nó cũng đơn giản không có gì phức tạp. Thì những cái thằng này á, trọng lượng của này nó nặng là 7 kg ha, nó nặng là 7 kg, nên khi chúng ta cầm về rất là một tay, một tay cũng rất là thuận tiện khi chúng ta làm, và cầm hai tay rất là dễ ha, cầm về rất là dễ dễ khởi động ha. Đó, hàng total được cái là hàng này là thiết kế là hàng công nghiệp nha, nó đã thiết kế nó sẽ sản xuất theo cái dạng là hàng công nghiệp nên dành cho công trình đó ha. Dành những cái máy này công trình hoạt động nhiều đó ha, hoạt động công suất nhiều đó đó, dạng công trình đó, thiết kế rất là đẹp ha. Thì cái mẫu này mà hàng mới về nên cửa hàng chưa có giá, mọi người xem giá ở phía dưới nha, mọi người xem giá ở phía dưới ha. Hàng rất là đẹp, hàng của hãng Total bảo hành là 6 tháng chính hãng ha, phụ tùng thay thế đầy đầy đủ ha. Ví dụ như hàng này có trục trặc vấn đề gì trong quá trình mà sử dụng á thì nó sẽ bảo hành cho mình miễn phí, thay thế phụ tùng linh kiện thay thế mình miễn phí ha. Còn trong quá trình mà sử dụng hết bảo hành rồi đó mà chúng ta cần thay thế gì nó thì nó vẫn làm, thì mình tính tiền thôi, nó cũng như nó cũng rẻ chứ không có mắc. Thì chủ yếu là cái gì, chủ yếu là những cái búa trong ha, những bạc đạn trong đây thôi, nhưng mà nó cũng lâu lắm đó. Thì nó đã sản xuất những hàng hàng công nghiệp rồi nên mình cũng yên tâm mà chúng ta sử dụng, hàng cũng chất lượng đó. Rồi thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi, số điện thoại là 0942 309090 ha. Rồi xem giá bên dưới mọi người ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, rồi xin chào.